Quang Tây xin chào bà con và các bạn nha. Hôm nay cập nhật cháu Long ngày 19 đây tháng 7. Thì mình cập nhật sớm cho bà con mình nắm được giá để bà con mình bán luôn buổi sáng nay nha. Hiện tại giá Long ruột trắng Bình Thuận thì nó cũng giảm khá sâu rồi. Hôm nay giảm khá sâu rồi nha. Hiện tại là hàng đẹp á, ruột trắng Bình Thuận hàng đẹp á, về giữa là từ 8 đến 10 ngàn, còn hàng sàn từ 6 đến 8 ngàn nha. Đó là giá lông ruột trắng Bình Thuận. Cái mức giá hiện tại thì bà con mình bán là chắc chắn là lỗ chứ không có lời nha. Tại ruột trắng là nói chung là phải xong đèn không, chứ nó không phải nó hàng mùa như ruột đỏ nha. Còn giá lông ruột đỏ hôm nay thì nó duy trì ở mức là loại 1 21.000, loại 2 16.000, loại 3 11.000, loại 4 6.000, hàng ngang trộn 6.000. Thì kênh mình cố gắng thì mình theo sát cái giá lông để mình cập nhật những video mới cho bà con mình biết được cái giá mới nhất để bà con mình bán được cái giá tốt nhất nha. Thì cái đợt vuốt que lần 1 nè thì mình thấy cũng ít chứ không nhiều nha. Hiện tại hàng mùa thì nói chung ngoài đồng giờ nó cũng không còn, nó chờ đợt sau thôi chứ đợt này coi như nó hết rồi. Rồi hôm nay cập nhật nhanh giá lông đến đây thì cũng xin kết thúc. Chào bà con các bạn, hẹn gặp lại ở video sau nha.